Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cực nóng, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc vừa hạ thủy đã bị hải quân của Mỹ vây bắt ngoài Biển Đông thưa quý vị. Tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng, khi mới đây phía Trung Quốc lại điều một tàu sân bay được cho là mới nhất có tên là tàu sân bay Sơn Đông tiến vào Biển Đông để thách thức thế giới. Ngay lập tức, Hải quân, Không quân của Mỹ đã lên kế hoạch vây bắt tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc vì cho rằng phía Bắc Kinh điều tàu sân bay ra Biển Đông để thị uy sức mạnh, dương oai với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách đấu Mỹ và thách thức cả thế giới. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước của Trung Quốc hôm kia đưa tin, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc đã được hạ thủy và tiến vào Biển Đông. Trước sự chứng kiến trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đích thân ông Tập Cận Bình đã có mặt và đặt chân lên tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc để thách thức Mỹ. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu sân bay Sơn Đông tại quân cảng Tam Á ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Theo hãng CNN cho biết, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Sơn Đông và chính thức được ông Tập Cận Bình đặt bút ký phê duyệt vào biên chế cho Hải quân Trung Quốc để hoạt động trên vùng Biển Đông, thách thức với cả Mỹ và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Được biết, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho tàu sân bay tiến vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Hải quân của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, khi hai bên liên tục có những động thái đụng độ căng thẳng nhau. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về những va chạm trực diện giữa tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ với tàu chiến của Trung Quốc trong suốt thời gian vừa qua ngoài Biển Đông. Vì thế, Hải quân của Trung Quốc đã điều tàu sân bay Sơn Đông tiến ra Biển Đông được cho là hành động đáp trả Mỹ. Và theo các nhà quan sát cho biết, ngay sau động thái trên của phía Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Biden đã ngay lập tức lên kế hoạch để vây bắt. Thậm chí, theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ cho phóng tên lửa thiêu trụi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc nếu Bắc Kinh có những hành động ngang ngược, bành trướng và cản trở việc tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông thưa quý vị. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ thách đấu với cả Mỹ ở Biển Đông. Tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể sẽ đối đầu với cả các nước ở Biển Đông, đặc biệt là với Hải quân Mỹ. Đây được cho là nguyên nhân mà Mỹ muốn vây bắt gấp tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, Sơn Đông, tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc sẽ tập trung hoạt động tại vùng Biển Đông và trực tiếp đối mặt với các tàu của khu vực Đông Nam Á, cũng như các nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga và Liên minh châu Âu. Và theo như thông báo mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình cho biết, các hòn đảo lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông đều là của phía Trung Quốc và tất cả tàu thuyền nào của nước ngoài xâm phạm vào vùng lãnh hải, xâm phạm vào vùng đường lưỡi bò, cũng như là bảy hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, thì tàu sân bay Sơn Đông cũng như các tàu chiến của Trung Quốc sẽ bắn bỏ, không bỏ sót một tàu nào. Và bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng, bây giờ chúng tôi đã có tàu sân bay Sơn Đông, cũng như tàu sân bay Liêu Ninh, và các tàu chiến cũng như là máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, cùng hệ thống quân sự trên các đảo nhân tạo. Vì thế, hạm đội 7 của Hoa Kỳ mà xâm phạm đến vùng biển của chúng tôi thì Mỹ sẽ phải trả một cái giá cực đắt trên Biển Đông. Và theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, ngay sau bài phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cũng như là phía ông Tập Cận Bình điều tàu sân bay Sơn Đông tiến vào Biển Đông, thì Mỹ đã sử dụng đội tàu không người lái để đối phó thách thức hàng hải với cả phía Trung Quốc. Tờ báo còn nêu rõ, quân đội Mỹ đang gấp rút thực hiện dự án cho phép hải quân của Hoa Kỳ tiết kiệm chi phí đáng kể trong việc phản ứng trước thách thức hàng hải gia tăng từ phía Trung Quốc. Mỹ có kế hoạch tạo ra một đội tàu chiến không có người lái để kết nối với nhau. Chúng sẽ đảm nhiệm tuần tra Biển Đông, trinh sát và tấn công tàu của địch, và hơn nữa là chúng sẽ không bao giờ phải quay lại cả. Theo một ấn phẩm, hải quân của Mỹ đã phát triển khái niệm vận hành tàu chiến ở khoảng cách xa, đó sẽ là một đội tàu không người lái, di chuyển thành một hàng dài để quan sát kẻ thù và thực hiện một số nhiệm vụ hải quân nguy hiểm khác. Theo một tờ báo quân sự của Nga cho biết, những chiếc tàu không có người lái thuộc dự án của Mỹ sẽ đảm nhiệm nhiều chức năng, bao gồm vận chuyển đạn dược, thực hiện các hoạt động trinh sát. Ngoài ra, chúng có thể cơ động trên mặt nước bằng các biện pháp đặc biệt để giảm tác động của sóng biển trong quá trình di chuyển, và tờ báo quân sự của Nga cho biết, đó là hành động mạnh tay của Hải quân Mỹ khi đáp trả lại với tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tàu sân bay Sơn Đông được biên chế vào Hải quân của Trung Quốc và sẽ được sử dụng cho chiến đấu. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, tàu có nhiệm vụ chủ yếu là giúp phía Bắc Kinh giành sự kiểm soát trên các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền,
thay vì chỉ tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện như tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh. Trọng tâm chiến lược chủ yếu của tàu Xuân Đông là tại các khu vực thuộc Biển Đông, đó sẽ là một sự thách thức lớn đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á và Hải quân của Mỹ. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo Trích dẫn lời của một vị tướng trong Hải quân của Trung Quốc cho biết, gần đây các tàu chiến, cũng như máy bay quân sự, máy bay ném bom và lính thủy đánh bộ của Mỹ, cũng như các nước trên thế giới đã tiến vào Biển Đông để thực hiện cái gọi là hoạt động tự do hàng hải. Nhưng thực tế thì nó đã gây ra rắc rối, cũng như thách thức chính quyền của Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh đã điều tàu sân bay Sơn Đông tiến ra Biển Đông để triển khai một loạt các hoạt động quân sự nhằm đáp trả mạnh mẽ việc thách thức nói trên. Và theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, sắp tới một nhóm tàu hung dữ của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển, cũng như các tàu chiến do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu sẽ triển khai đến Biển Đông. Và rất có thể nó sẽ có những cuộc va chạm và xảy ra xung đột mạnh với các tàu quân sự của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, bởi vì Bắc Kinh vốn liên tục cáo buộc Mỹ xâm phạm lãnh thổ và gây căng thẳng thông qua việc đưa tàu và máy bay quân sự đến vùng biển tranh chấp. Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ đã thách thức việc mà Washington nói là Trung Quốc hạn chế đi lại trên Biển Đông. Mỹ cũng đã chỉ trích việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo ở các dạng san hô, bãi đá ngầm, cũng như triển khai trang thiết bị quân sự đến các tiền đồn này. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc đưa tin thêm, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình chính thức biên chế tàu sân bay Sơn Đông cho Hải quân của Trung Quốc tại Nam Á, một cảng nằm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Buổi lễ có sự tham dự của các tướng lĩnh thuộc chiến khu Nam Bộ, nơi giám sát các hoạt động Biển Đông. Đây là tàu sân bay đầu tiên do phía Trung Quốc tự đóng trong nước sau khi mua lại và tân trang tàu sân bay Liêu Ninh từ Ukraine. Sơn Đông có thể chở tới 36 chiến đấu cơ dây 15, trong khi Liêu Ninh chỉ chở tối đa là 24 chiếc dây 15. Và theo một tờ báo quân sự của Mỹ cho biết, hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc tiến ra Biển Đông. Đó là một mối đe dọa đến an ninh hàng hải cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhiệm vụ của các nước trên thế giới, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á, phải hết sức cảnh giác với cả hải quân của Trung Quốc, cũng như các động thái trên Biển Đông của phía Bắc Kinh, và Mỹ sẽ đứng ra đảm nhiệm bảo vệ an ninh ở tuyến hàng hải này, cũng như là cam kết bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và hải quân của Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt nếu như gây hấn, cũng như làm những điều dại dột trên Biển Đông trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, chắc chắn Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng trong thời gian sắp tới, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình vừa đưa một con tàu sân bay hiện đại có tên là Sơn Đông vào Biển Đông, để dương oai cũng như thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, thách thức cả thế giới, trong đó có cả Mỹ và hải quân của Hoa Kỳ, đang lên kế hoạch vây bắt con tàu sân bay này của phía Trung Quốc. Kế hoạch trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước lũ, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi hôm qua kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập vào phía Trung Quốc, mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời dội xuống, làm cho tất cả các cung đường ở thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng đều bị ngập chìm trong biển nước lũ. Bây giờ đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng, tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ đen tối đang xảy ra đối với cả phía Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết, thì tình hình mưa bão của Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn khi ngày hôm nay là ngày thứ 36, Trung Quốc chưa biết tới ánh sáng của mặt trời. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Đông cùng phía Nam của phía Trung Quốc, làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, tất cả những khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần động đất xảy ra khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc, cũng là siêu đập lớn nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình, khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn cứ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc đại lục.
Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, thì lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới 500-600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Theo ước tính, khoảng 1.000 năm nay, Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta cho rằng ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ, giống như việc Trung Quốc đã cướp đi Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh COVID-19 để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một thông tin vô cùng buồn cho phía Trung Quốc, khi cơn bão số 13, 14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới, bởi vì Trung Quốc đang làm mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mưa to gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong 36 ngày đêm qua. Vậy vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến như vậy? Trong khi các nước xung quanh Trung Quốc như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn mưa bão nào. Thì xin thưa với quý vị rằng, từ trước chúng tôi đã thông báo thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp nhiều điều nhân quả báo ứng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc, cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh thành như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất hiện từ nhiều nguyên nhân. Tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mê Công, sông Hồng để bây giờ chúng phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là hậu quả xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng nước làm cho các nước vùng hạ lưu như Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại dòng nước sông Mê Công. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày hôm qua là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu trên thế giới cho biết, tất cả là do những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra. Đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện, đường, trường, trạm không được hài hòa. Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc. Các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở nhiều tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây là vùng trũng thấp và nhiều núi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa như chút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện cấp vấn đề về môi trường ở Bắc Kinh nói rằng việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho các hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột nên các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này vừa mới xây xong cho nên nó không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng lớn ở thượng nguồn bị phá vỡ và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì cho biết phải làm sao khi mà mưa to gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, có một cái thông tin mà hôm nay chúng tôi mới cập nhật được tờ báo Bắc Kinh cũng liên quan tới Trung Quốc. Đó là căng thẳng với vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ, cho nên chính quyền ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm ở Tây Tạng. Được biết, Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất của phía Trung Quốc giáp danh với cả Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội của New Delhi. Trung Quốc đang cho kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 146 tỷ đô la Mỹ và đầu tư cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay hôm qua ông Tập Cận Bình đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ. Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực này để chống lại Ấn Độ, bởi vì trong vài tuần tới, nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra.
Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập cho biết rằng một dự án cơ sở hạ tầng lớn và các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời, trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng với thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho hay Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng là để cho vùng này bớt căng thẳng với cả Ấn Độ, vì trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ, Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được ở Biển Đông, đó là việc Trung Quốc liên tục gặp mưa to gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Nhưng Bắc Kinh, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn điều rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, tên lửa, tàu chiến, máy bay, giàn khoan ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật. Mục đích của phía Trung Quốc là dương oai thách thức các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới. Điều nguy hiểm đang diễn ra ở ngoài Biển Đông đó là tàu hải cảnh của phía Trung Quốc cùng một dàn tàu hung dữ như tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu ngụy trang đánh cá lao ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật tranh cướp lãnh hải của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Rất nhiều nước đã lên tiếng hành động của phía Trung Quốc khi cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á để cưỡng đoạt Biển Đông. Nhiều người cho biết hành động của phía Trung Quốc là đi ngược lại với những cam kết mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã hứa với Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ đảm bảo giữ an ninh cho khu vực biển này. Nhưng thực tế thì vùng biển này đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng và tất cả các thông tin liên quan tới tình hình mưa bão, lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập, tình hình ở Biển Đông liên quan tới phía Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang căng như dây đàn không khác gì những ngày tận thế. Khi đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời và làm sập 1.400 căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế mang tên là Bắc Kinh. Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bắc Kinh cũng đã bị sét đánh hỏng mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh ra ngoài Biển Đông. Bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, điện, đường, trường, trạm bị ngập lụt và bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 80 triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói quả mướp di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Trong số đó có khoảng gần 3 triệu người dân của Trung Quốc đang tập trung rất đông ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Hà Giang của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta nhất quyết không mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Nếu như bây giờ cửa khẩu của Việt Nam mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang thì dịch bệnh lây nhiễm là hết sức phức tạp và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng Việt Nam đang đóng cửa biên giới và cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà biên giới Việt Nam vẫn được các lực lượng chức năng, lực lượng bộ đội biên phòng canh giữ 24/24 giờ để cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, Trung Quốc đang lực bất tòng tâm bởi vì mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời được cho vẫn đang trút những cơn mưa to đến rất to để trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, bão số 4 đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn con sông Dương Tử Hoàng Hà và Mekong đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét, nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Hiện cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền cùng người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp. Bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm về rạng sáng, bão số 4 còn gây mưa gió giật tới cấp 17. Đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ và ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Vũ Hán.
nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ không chịu được sức ép kinh khủng này, và nếu như không chịu được cơn bão số 4 tàn phá, đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đang mải mê cho quân đội của nước này chinh chiến ở ngoài Biển Đông cũng phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 24 tiểu đoàn cùng 50 tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 67 mặt trời không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của nước này. Thay vào đó là những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thảo Bắc Kinh, làm cho Trung Quốc đã tồi tệ rồi, nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Hiện các lực lượng chức năng đang cho phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc bởi vì những tuyến đê bao tại thủ đô Bắc Kinh cũng như xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc mà bão số 4 đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng bị lũ cuốn trôi. Cư dân Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong bão số 4. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão số 4 mang theo gió mạnh giật tới cấp 17, tương đương với 140 km/h, ở tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm kia. Đây là thời gian mà người dân ở Trung Quốc đang nghỉ ngơi, chính vì vậy mà thiệt hại cũng như thương vong xảy ra là rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão số 4 là 110 m/h, đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão số 4 của Trung Quốc trong năm nay đã khiến hơn 38.000 người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm, bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan Khí tượng Thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Đáng chú ý, thác núi Adam, một trong bốn thác núi lớn nhất ở Trung Quốc, đã chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục trong cơn bão số 4. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội mà phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão số 4 tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại người và của do bão số 4 gây ra. Nhưng theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự báo rằng thiệt hại là vô cùng to lớn, lên tới 150 tỷ nhân dân tệ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới, đã đưa rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão số 4 đã tàn phá 29 tỉnh thành của Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng tàu chiến của Trung Quốc được cho là vẫn đang gây hấn với cả Mỹ và ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm và eo biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết, đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt, mưa bão đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, từ đầu năm tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ mà dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói tới, dịch COVID-19 tàn phá nặng nề 31 tỉnh thành của Trung Quốc khiến cho kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ tháng 5 tới bây giờ, mưa lũ và bão tố liên tục ập tới. Đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống khiến cho con đập Tam Hiệp suýt chút nữa thì nó bị vỡ. Theo các chuyên gia, thì con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ. Nhưng nếu tình hình mưa bão vẫn tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở và vòi rồng, thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng như là lớn nhất của thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Kính thưa quý vị, hàng chục người nghi thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một đường hầm đông xe ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hồi đầu tuần. Nước dâng ngập hầm chỉ trong vài phút khiến nhiều người không kịp chạy thoát.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực rút nước khỏi đường hầm Trinh Quang, nơi hàng trăm xe cộ bị mắc kẹt do lũ. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trong suốt 2 ngày qua, nhiều đoạn của đường hầm vẫn bị ngập hơn 2 mét. Dự kiến phải mất thêm một ngày để rút toàn bộ số nước. Dù chính quyền chưa công bố số người thiệt mạng bên trong đường hầm, đã có nhiều thông tin tìm kiếm người thân của những người mắc kẹt. Theo báo South China Morning Post, đường hầm Trinh Quang đi qua khu vực trung tâm đông đúc của thành phố 1,2 triệu dân Trịnh Châu và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào mùa mưa. Ngoài ra, chính quyền ở tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục di tản người dân khỏi các vùng lũ. Tại các thành phố như Tân Hương, Hạ Bích, An Dương vẫn chìm trong nước lũ. Ở Tân Hương, hàng chục ngàn người bị mắc kẹt do nước lũ và chính quyền mới đây cảnh báo một con sông bị vỡ bờ đang đe dọa thêm nhiều khu dân cư. Theo thông báo từ chính quyền, đến nay đã có ít nhất 56 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong đợt lũ ngàn năm có một ở Hà Nam. Hơn 585.000 người đã di tản tránh lũ, trong khi chính quyền giúp di tản hơn 919.000 người. Tổng cộng 7,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cao hơn gấp đôi so với ước tính 3 triệu người hồi giữa tuần. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà chưa khắc phục xong hậu quả lũ lụt thì Trung Quốc sẽ lại sắp hứng bão lớn. Hôm nay, Trung Quốc đã đóng cửa các cảng và đường sắt để chuẩn bị cho bão Infa, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau lũ. Theo Tân Hoa Xã, bão Infa được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh ven biển Chiết Giang gần Thượng Hải. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3, mức cao thứ 3 đối với cơn bão này. Hơn 100 chuyến tàu đi qua khu vực cũng đã bị hủy bỏ. Theo Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên và bảo tàng. Đồng thời, người dân được cảnh báo dừng các cuộc tụ tập quy mô lớn ngoài trời và ở trong nhà. Tất cả bến tàu hàng tại cảng Dương Sơn ở phía nam Thượng Hải cũng bị đóng cửa. 150 tàu bao gồm cả tàu chở khách và tàu chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Bão Infa hướng tới Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này vẫn chưa thu dọn xong hậu quả của trận lũ lụt trong tuần này. Trận lũ lụt lịch sử trên khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Hàng triệu người đã bị lũ lụt ảnh hưởng. Một số người bị mắc kẹt, không có thức ăn hoặc nước uống trong nhiều ngày. Hơn 495.000 người đã phải sơ tán. Theo chính quyền Hà Nam, trận lụt này gây thiệt hại đến hàng tỷ đô la Mỹ. Thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã phải hứng lượng mưa bằng với lượng mưa cả năm chỉ trong 3 ngày. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một đoàn tàu điện ngầm tại đây do nước lũ khiến hành khách bị kẹt trong toa tàu. Theo truyền thông Trung Quốc, bão Infa có thể tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Tình hình bão tố, mưa to, ngập lụt, vỡ đê, nhà đổ, cuồng phong, vòi rồng ở Trung Quốc vẫn đang hết sức nguy cấp. Rạng sáng ngày hôm nay, một tòa nhà chung cư cao 23 tầng ở thủ đô Bắc Kinh đã bị đánh sập bởi một trận cuồng phong do cơn bão số 4 quét qua, khiến cho toàn bộ quảng trường Thiên An Môn bị phong tỏa. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 68 đầy đen tối. Một số khu vực như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán vẫn sống trong cảnh bóng tối vì bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một trong những cơn bão siêu mạnh đổ bộ vào phía Trung Quốc, cho nên từ đêm ngày hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, mưa liên tục trút xuống 5 triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, khiến lũ lụt ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, sông Mekong, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang ập về vùng hạ lưu, làm cho mực nước tại nhiều tỉnh phía Đông, phía Nam, phía Bắc và phía Tây của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi tiếp tục ngập sâu từ 3 đến 7 mét. Nhiều ngôi nhà cao từ 5 tới 9 tầng ở Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam đều bị nhấn chìm tới nóc. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, cơ quan cảnh báo động đất và lũ lụt Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua, cảnh báo rằng toàn bộ người dân nên tìm gấp nơi trú ẩn bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn, ngập lụt tới cuối tháng 8 này mới chấm dứt. Trung tâm Cứu nạn Cứu hộ Trung ương Trung Quốc cho biết rằng, hôm qua Bắc Kinh vừa mới khôi phục được trạm phát sóng Đài Tiếng Nói Trung Quốc, thì ngày hôm nay vào lúc 2 giờ đêm, cột phát sóng trên kênh truyền hình CCTV đã bị bão quật đổ, khiến Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bị gián đoạn. Người dân không xem được TV, thiệt hại ước tính lên tới 170 tỷ nhân dân tệ.
Thế nhưng giới quan sát cho biết ở ngoài Biển Đông, ông Tập Cận Bình vẫn phát lệnh cho máy bay, tàu chiến và quân đội của Bắc Kinh đụng độ đối đầu nảy lửa với một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển giáp với đảo Phú Lâm, bởi vì ông Tập Cận Bình cho rằng tàu chiến của Hải quân Mỹ đã xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Không những thế, chính quyền của ông Tập còn được cho là đang đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, nhất là lây lan mạnh ở Mỹ. Bởi vì trong những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng và mật vụ FBI của Hoa Kỳ phát hiện ra những đồ dùng có chữ in Trung Quốc đang được bí mật gửi ra 50 bang của Mỹ, và trong những đồ vật này có chứa mầm mống bệnh virus corona. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì phía Trung Quốc đang muốn đầu độc Mỹ. Và một số nước trên thế giới hòng đánh bại Mỹ để vươn lên ngôi vị số 1 trên thế giới. Đó là âm mưu thủ đoạn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và FBI cho biết, khi lực lượng chức năng mà xác định chính xác những đồ vật mà Trung Quốc gửi sang Mỹ để hủy diệt Hoa Kỳ, thì nhất định chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Biden sẽ ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc. Khi đó chắc chắn sẽ có một màn kịch được cho là rất hay, bởi vì Mỹ mà đánh Trung Quốc thì thảm họa là vô cùng kinh khủng. Chúng ta hãy chờ xem, ngày tận thế của Trung Quốc sắp đến rồi. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sắp bị chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden ra tay trị tội rồi. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang trong giai đoạn hết sức nguy hiểm và phức tạp. Bởi vì những tháng gần đây, ở những tháng mùa mưa của Trung Quốc, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, bão chồng bão, khiến cho một tòa chung cư cao cấp và rất nhiều ngôi nhà khác ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bị cơn bão số 4 đánh cho sụp đổ. Nhưng rất may không có thiệt hại về người, vì người dân của Trung Quốc được cho là đã di tản đi khắp nơi để trú ẩn rồi. Tờ báo Tân Hoa Xã của phía Trung Quốc đã cung cấp những hình ảnh và những đoạn video cho thấy một chung cư cao tầng và rất nhiều ngôi nhà ở Trung Quốc đã bị bão số 4 xé toạc như những tờ giấy trắng. Hình ảnh một tòa chung cư cao cấp ở tỉnh Chiết Giang bị cơn bão số 4 xé toạc như nhà bằng bìa cắt tông đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ít nhất một số cư dân đã bị chết do gió cuốn bay từ tầng 12-13 bay xuống dưới đất. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết bão số 4 vượt qua miền Bắc đảo Đài Loan trước khi nó đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm kia với sức gió giật trên cấp 12 và đo được tại tâm bão lên tới 133 km/h. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực, trong đó có quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Bão số 4 tàn phá nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và nhiều người dân lại phải sơ tán gấp, khiến 830.000 hộ gia đình ở các thành phố lớn bị mất điện, hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ghi lại cảnh một tòa chung cư cao 22 tầng và 18 tầng ở thành phố Chiết Giang, thành phố Quảng Đông, Quảng Tây bị gió thổi bay hết ban công, cửa sổ và vách tường, nhiều điều hòa, tủ lạnh, TV cũng bị trôi lênh láng ra ngoài Biển Đông. Một phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 của một tòa chung cư cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh nói rằng cửa sổ của nhà bà đã bị cuốn bay vào lúc 2 giờ đêm ngày hôm qua và đã làm cho một người thiệt mạng. Những bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại của bão lũ khi Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận đòn thấu xương của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời dội xuống phía Bắc Kinh để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng thì Hải quân của Trung Quốc vẫn cho bắn đạn thật để uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn giáp eo biển Đài Loan trước sự chứng kiến của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một thông tin cực kỳ chính xác do tờ báo Đài Bắc cung cấp. Tờ báo của Đài Bắc cho biết rằng nghe tin quân đội của Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình cầm đầu đang tập trận chiếm đảo của Đài Loan, cho nên chính quyền bà Thái Anh Văn cùng Mỹ đã điều 200.000 lính, đem theo rất nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông và tiến sát eo biển Đài Loan để chặn quân đội của phía Trung Quốc đang gây hấn rất mạnh. Nguồn tin quân sự của Đài Bắc đã cho biết chính quyền bà Thái Anh Văn và Mỹ đang kết hợp với nhau để điều tàu chiến ra ngăn chặn quân đội của Bắc Kinh bởi vì họ đang cho diễn tập bắn đạn thật và phóng tên lửa uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn. Đây được cho là một hành động rất ngông cuồng mà chính quyền ông Tập Cận Bình thường xuyên gây sức ép lên bán đảo của Đài Loan nhằm tôn tính bán đảo này về tay của Trung Quốc đại lục. Đứng trước tình hình đó thì Mỹ đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, gây hấn ngông cuồng ngoài Biển Đông.
chính quyền của ông Tập Cận Bình nên chăm lo đời sống người dân Trung Quốc bởi vì lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành tại đất nước này. Nếu như ông còn hung hăng ở ngoài Biển Đông, thì nhất định thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Đây là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên cũng như Đức Chúa Trời giáng đòn lên đầu ông Tập Cận Bình, bởi vì những tội lỗi của ông ta gây ra cho nhân loại là không bao giờ kể hết được. Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết, ở ngoài Biển Đông thì vẫn đang hết sức dậy sóng bởi vì ông Tập luôn muốn chiếm Biển Đông. Còn trong nước Trung Quốc thì liên tục bão lũ xảy ra hết sông Trường Giang đến sông Hoàng Hà và sông Mekong bị đe dọa. Tờ báo quốc tế cho biết, tình hình hiện tại ở đất nước Trung Quốc rất nguy hiểm bởi vì lũ lụt bão tố liên tục xảy ra, người dân thì thiếu lương thực. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập được cho là không lo cho người dân mà vẫn mải mê đi chiếm đóng ở ngoài Biển Đông. Tờ báo nói rằng sông Trường Giang nước lũ chưa rút và vẫn đe dọa trực tiếp lên con đập Tam Hiệp, thì mới đây cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cảnh báo thiên tai sẽ kéo xuống sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đây là một trong những con sông lớn thứ hai, thứ ba của Trung Quốc, và nếu như lũ lụt và cuồng phong xảy ra trên hai con sông này thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 100%. Và khi nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi gần như toàn bộ đất nước của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Và khi đó, trên bản đồ của thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đứng trước tình hình nguy hiểm trên, thì tờ báo quốc tế có phỏng vấn ông Chen Pao, Phó trưởng Phòng Cứu trợ Thiên tai và Dịch vụ Công thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực phía Bắc, phía Tây, phía Đông và cả phía Nam của Trung Quốc trong tuần này và tuần tới, thậm chí nó có thể kéo dài tới cuối tháng 8 này. Vì thế, Trung Quốc tiếp tục sẽ gặp những trận cuồng phong cũng như lũ quét. Theo đó thì mưa lớn sẽ gây đột ngột ở Trung Quốc, dự kiến sẽ chuyển sang phía Bắc trong tuần này và gây áp lực lên con sông Hoàng Hà sau khi liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng vừa qua. Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của trận lũ này, ông Chang cho biết, so với miền Nam, các thành phố phía Bắc sẽ có ít kinh nghiệm hơn trong công cuộc phòng chống mưa bão và lũ lụt, vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như trang mạng xã hội nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị nứt, bị vỡ và bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện con đập Tam Hiệp vẫn không bị ảnh hưởng gì bởi mưa bão, nhưng khuyến cáo rằng nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ lên tới 99,8% nếu như Trung Quốc hứng thêm một trận động đất sóng thần hay một cơn bão ngang ngửa với cơn bão số 4 vừa qua. Một tin được cho là cực đen tối và xấu đối với Trung Quốc khi trung tâm này dự báo rằng một vài ngày tới, thậm chí tới cuối tháng 8, Trung Quốc vẫn phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Bầu trời của Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện ánh sáng của mặt trời, vì thế Trung Quốc vẫn còn rất đen tối. Tình hình mưa, bão, lũ lụt ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Không chỉ bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, mà vào rạng sáng ngày hôm nay tại phía tây của thủ đô Bắc Kinh lại xuất hiện thêm một trận động đất mạnh với cường độ 3,5 độ Richter, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường Thiên An Môn và cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Trận động đất trên đã ngay lập tức biến những dòng nước lũ ở con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong đồng loạt biến thành một trận sóng thần khủng khiếp cao tới 4 mét. Có lúc dữ dội, cột sóng của sóng thần vút lên cao tới 7 mét, nhấn chìm một căn cứ quân sự tại tỉnh An Huy và Quảng Đông. Nó phá hủy một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, dòng nước lũ còn cuốn trôi 3.268 căn nhà. 1.779 xe hơi đã bị cuốn trôi, 10.000 hecta đất hoa màu bị tàn phá, hàng triệu người dân của Trung Quốc tiếp tục phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Trung Quốc đại lục bây giờ được cho là thiếu thốn đủ đường, từ lương thực đến thuốc men đến gói mì tôm cũng phải chia nhau ra ăn. Họ không làm cách nào được, đành phải trèo lên những đỉnh núi cao để tránh lũ và lợi dụng tình hình bão tố phong ba. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng kêu gọi nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia và cả Lào, cũng như Campuchia ủng hộ lương thực, thuốc men và tiền cho người dân của Trung Quốc đang gặp lũ lụt. Được biết, trong bài phát biểu kêu gọi các nước ủng hộ lương thực, thuốc men, tiền cho Trung Quốc, ông Tập đã nói rằng nếu nước nào ủng hộ Trung Quốc nhiều trong giai đoạn này, thì giai đoạn sau Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước hết mình về lương thực, thuốc men để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không nên tin vào phía Trung Quốc hứa, bởi vì phía Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là việc chính quyền ông Tập Cận Bình nói rằng sẽ cam kết không gây gổ và gây hấn ở ngoài Biển Đông.
Nhưng trên thực tế, Hải quân của Trung Quốc đang điều tàu chiến, máy bay ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như là dương oai với các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới bất chấp luật pháp quốc tế. Thế nhưng trong bài phát biểu thì ông Tập Cận Bình đã ngon ngọt nói rằng tất cả các hàng viện trợ Trung Quốc đều phân phát cho những người dân Trung Hoa đang bị cảnh nước mất nhà tan vì bão tố và lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc. Được biết, đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ cho người dân của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì số tiền mà các nước ủng hộ cho Trung Quốc đã bị chính quyền của ông Tập Cận Bình chặn mất và tiêu xài, đồng thời đầu tư vào quân sự, nhất là đầu tư đóng mới một con tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông gây hấn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề đem số tiền đó để phân phát cho người dân bị lũ lụt. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thế giới đến thời điểm này lại không có một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc, ngoài chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia. Thế giới nói rằng họ rất thương người dân của Trung Quốc bởi vì 69 ngày đêm vừa qua, đất nước này liên tục gánh chịu hậu quả của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, họ không mấy tin tưởng vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước bảo nhau nhất định không chuyển tiền ủng hộ Trung Quốc nữa. Trên thế giới, chỉ có một nước duy nhất chuyển 2.000 tấn gạo, 3.000 tấn mì tôm và 6.000 đô la Mỹ cho phía Trung Quốc. Đó chính là Campuchia của ông Hun Sen, bởi vì Thủ tướng ông Hun Sen được cho là rất thân với ông Tập Cận Bình. Chính vì lẽ đó mà người Trung Quốc đang ở đất nước Campuchia rất đông. Campuchia còn có cả một khu đô thị chỉ dành cho người Trung Quốc đại lục. Mục đích của ông Hun Sen là muốn lấy lòng ông Tập Cận Bình, muốn đi đêm bắt tay cấu kết với cả Trung Quốc để phản lại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Campuchia là lên làm bá chủ ở khu vực này. Tờ báo của Mỹ cho biết Trung Quốc lại ngang ngược điều ít nhất 4 tiêm kích và tàu chiến tiến sát ra ngoài quần đảo Hoàng Sa ở ngoài khơi Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cũng như là đoạn video clip của tờ báo Mỹ cho thấy có ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo Phú Lâm, bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn. Nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt, phản đối phía Trung Quốc khi đem tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để dương oai và thách thức các nước trong khu vực. Các nước nói rằng nếu như phía Trung Quốc còn động vào vùng lãnh thổ của Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ thay nhau trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông khi hôm qua hãng CNN của Mỹ cho biết ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin. Và tất cả các cuộc điện đàm hôm qua dài tới 2 tiếng đều liên quan tới tình hình Biển Đông. Cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với những hành động đơn phương vô lý của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm thì có một thông tin được tiết lộ rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn đi gây hấn ở Biển Đông thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc. Đây là cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin và người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa kể từ hồi tháng 3 đến giờ. Được biết thì cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung và một số nước trên thế giới đang ở mức thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua, và liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc con virus corona và những yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là luật an ninh mạng ở Hồng Kông mà Trung Quốc đang áp đặt. Nhân tiện cuộc điện đàm thì Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tố cáo Trung Quốc trong thời gian vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã triển khai hàng loạt những hành động ngông cuồng trên Biển Đông như điều tàu chiến áp sát những chiến hạm của Mỹ. Đây là những hành động được cho là gây ra rất nhiều những cái mối quan ngại cho các nước trong khu vực và gây mất an toàn cho chuyến hàng hải ở Biển Đông. Đề nghị Trung Quốc ngừng ngay những hành động trên, nếu không Mỹ và các nước sẽ kết hợp ra tay trừng trị Trung Quốc để cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ trưởng Mỹ ông Lloyd Austin hồi tháng trước cũng đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken, trong đó bác bỏ các yêu sách đường lưỡi bò cũng như là các yêu sách cực kỳ vô lý của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với những nguồn tài nguyên dầu khí trên Biển Đông. Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép bất chấp luật pháp quốc tế. Hãng CNN của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang điều chỉnh lập trường đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông để phù hợp với những nội dung trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016. Quân đội của Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật quanh quần đảo của Đài Loan
với các khí tài hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay áp sát buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phải điều tiêm kích để ngăn cản. Thưa quý vị, trước tình hình Biển Đông đang hết sức dậy sóng bởi phía Trung Quốc liên tục có những hành động được cho là trái với cả luân thường đạo lý, tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, ông Kishinobu, đã cảnh báo Trung Quốc phải trả một cái giá được cho là cực đắt nếu như tiếp tục thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng vũ lực. Ông Kishinobu nhấn mạnh rằng bất kỳ ai có ý định thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đều phải trả giá đắt. Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa các bãi đá ngầm trên khắp Biển Đông là không tôn trọng các nước trong khu vực, nhất là các nước trong khối ASEAN. Bởi vì phía Trung Quốc đã ký một hiệp ước COC với ASEAN là không bành trướng và gây xáo trộn vào Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại và tất cả các nước đang rất quan ngại đối với cả những hành động ngông cuồng của Bắc Kinh. Trịnh Châu gióng cảnh báo về tàu điện ngầm trong lũ lụt. Nước rút như thác xuống hầm tàu điện ngầm Trịnh Châu là hình ảnh cảnh tỉnh nhiều nước về nguy cơ mới từ lũ lụt và biến đổi khí hậu. Hình ảnh nước rút trút xuống hệ thống tàu điện ngầm đã xuất hiện ít nhất 3 lần trong tháng 7. Trước trận lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô London của Anh ngày 13 tháng 7 cũng chịu cảnh ngập lụt. Gần một tuần trước đó, cơn bão nhiệt đới Elsa ập vào New York, khiến hành khách đi tàu ở khu trung tâm phải lội bì bõm giữa nước lụt. Khắp thế giới, các hệ thống tàu điện ngầm đang phải đứng trước bài toán thích ứng với kỷ nguyên biến đổi khí hậu, trong khi nguồn tài nguyên chính trong mô hình giao thông này đang trong tình cảnh eo hẹp. Nhu cầu đi lại giữa đại dịch COVID-19 giảm mạnh khiến khả năng tài chính phục vụ nâng cấp các tuyến tàu điện ngầm thêm phức tạp. Thật sự đáng sợ, làm sao chúng ta có thể chuẩn bị ứng phó với một cơn bão vốn được dự báo xảy ra trong 100 năm tới, nhưng thực chất có thể ập đến nay mai. Sarah Kaufman, Phó Giám đốc Trung tâm Giao thông Rudin thuộc Đại học New York chia sẻ. Theo giới chuyên gia, những hệ thống tàu điện ngầm như tại London hay New York vốn được thiết kế từ thế kỷ trước và khó có thể thích ứng kịp thời với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Một vài hệ thống trên thế giới, điển hình là ở Tokyo, mới được gia cố trong những năm gần đây để chống lũ. Trận đại hồng thủy ở Trung Quốc tuần trước cho thấy ngay cả một hệ thống tàu điện ngầm mới được xây dựng và đưa vào sử dụng chưa đầy 10 năm cũng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng vì biến đổi khí hậu. Theo Robert Puttes, lãnh đạo Trung tâm Giao thông ENO, đơn vị nghiên cứu và tư vấn cải thiện chính sách giao thông Mỹ, việc cải tạo hệ thống tàu điện ngầm để nâng cao khả năng ứng phó lũ lụt đòi hỏi khối lượng công việc và nguồn tài chính khổng lồ. Tuy nhiên, ông cho rằng các thành phố cần chấp nhận mở hầu bao cho các dự án nâng cấp vào thời điểm này còn hơn là không hành động. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt hơn nữa. Puntes cảnh báo, giao thông công cộng đóng vai trò rất lớn trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu. Những mô hình như tàu điện ngầm giúp người dân thành thị hạn chế phương tiện cá nhân, qua đó cắt giảm khí thải nhà kính gây nóng lên toàn cầu. Tàu điện ngầm và đường sắt đô thị là một phần giải pháp khí hậu cho thế giới. Adi Turner, nghiên cứu viên cấp cao chương trình chính sách đô thị thuộc Viện Brookings nhấn mạnh. Tuy nhiên, nếu người dân thành thị liên tục lo ngại về mức độ an toàn của hệ thống tàu điện ngầm mỗi khi lũ lụt, họ sẽ nhanh chóng quay lại sử dụng phương tiện cá nhân, kéo theo ô nhiễm không khí và lượng khí thải nhà kính gia tăng. Nóng lên toàn cầu khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày một thường xuyên. Chỉ vài ngày trước đợt mưa lũ nghìn năm có một ở Trịnh Châu, lũ quét lịch sử cũng xảy ra ở nhiều nước Tây Âu, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cùng lúc đó, nắng nóng kỷ lục hoành hành ở Scandinavia, Siberia và Tây Bắc Thái Bình Dương. Cháy rừng bùng phát khắp miền Tây nước Mỹ và Canada, đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của người dân ở hàng loạt thành phố Bắc Mỹ. Biến đổi khí hậu trở thành một thực tế mà các nhà hoạch định đô thị phải đối mặt một cách nghiêm túc. Từ khi bão Sandy quét qua New York năm 2012, cơ quan quản lý giao thông thành phố đến nay đã đầu tư khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ nâng cấp chống ngập cho toàn hệ thống tàu điện ngầm. Trong những ngày khô ráo bình thường, hệ thống chống ngập này vẫn bơm thoát khoảng 14 triệu mét khối. Đợt ngập đầu tháng 7 cho thấy khoản đầu tư thời gian qua vẫn chưa đủ. Cải thiện hạ tầng đang dần xuống cấp trong giới hạn nguồn lực thành phố, thích ứng với nền kinh tế đang hồi phục sau đại dịch là cả một thách thức lớn. Kỹ sư Vincent Lee chia sẻ, ông là giám đốc kỹ thuật cấp thoát nước cho Arup, công ty tham gia nâng cấp 8 nhà ga và một số hạ tầng khác cho New York sau bão Sandy. Sự kiện ở Trịnh Châu cho thấy những dự án mới nhất vẫn có nguy cơ thất thủ vì biến đổi khí hậu. Tỉnh Hà Nam ghi nhận ít nhất 58 người tử vong trong đợt lũ lụt,
trong đó có 12 người chết đuối vì kẹt trong toa tàu điện ngầm giữa dòng nước lũ. Lượng mưa đổ xuống tỉnh Hà Nam trong 3 ngày lũ bằng cả năm cộng lại, riêng khu vực Trịnh Châu là 617mm, mức cao nhất trong 60 năm qua. Hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng, với hơn 3.000 nhà bị nhấn chìm hoặc phá hủy và 5.500 công trình thiệt hại nghiêm trọng. Thành phố Osaka, Nhật Bản đang áp dụng hệ thống mới để ứng phó lũ lụt cho mạng lưới tàu điện ngầm. Họ sử dụng camera để giám sát tình hình mưa lũ trên mặt đất. Một khi nước trên mặt đất ngập quá giới hạn báo động, những lối ra vào quan trọng của hệ thống tàu điện ngầm sẽ được khóa chặt trong chưa đầy một phút và khách hàng lập tức được di tản qua lối thoát khẩn cấp. Nhà ga Shibuya của Tokyo năm ngoái cũng nâng cấp hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Tatsuke Ishigaki tại Đại học Kansai, những phòng tuyến này vẫn không đủ trong kịch bản thời tiết cực đoan và nước sông tràn bờ vào các thành phố Nhật Bản. Một số chuyên gia cho rằng thực tế mới sẽ buộc các chính phủ các nước phải đa dạng hóa các phương tiện công cộng, sống chung với kịch bản các tuyến tàu điện ngầm thường xuyên ngập lụt. Tăng cường đầu tư cho những hành lang giao thông dành riêng cho xe đạp nội đô có thể trở thành chìa khóa cho giải pháp giao thông tương lai. Chính quyền các thành phố cũng có thể đầu tư trở lại cho hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị nhẹ, ít tốn kém hơn và giảm rủi ro từ lũ lụt. Theo Bernardo Sepulveda, nhà nghiên cứu về phát triển giao thông Mexico, chúng ta vẫn chịu sức ì từ thế kỷ trước và dành quá nhiều không gian trên mặt đất cho ô tô. Thực tế là một làn đường dành cho xe buýt có khả năng chuyên chở nhiều người hơn hẳn 3 làn xe ô tô, ông nhận định. Hai đập ngăn hồ chứa nước ở Nội Mông bị vỡ sau đợt mưa lớn cuối tuần trước, khiến 16.000 người bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 19 tháng 7 thông báo hai đập hồ chứa Yongyan và Xingfa tại thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ, khu tự trị Nội Mông vỡ chiều ngày 18 tháng 7 bởi mực nước sông Nomin liên tục dâng cao do mưa lớn. Hai con đập chắn hai hồ chứa với tổng dung tích nước là 46 triệu mét khối. Video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nước lũ cuốn trôi một con đập làm ngập cánh đồng lân cận. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay lượng mưa trút xuống Hồ Luân Bố Nhĩ vào cuối tuần trung bình là 87mm, nhiều nhất là 223mm tại trạm quan trắc Morinaga. Chính quyền Hồ Luân Bố Nhĩ thông báo nước lũ đã khiến 16.660 người bị ảnh hưởng, 21.700 ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm, 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc bị phá hủy. Người dân vùng hạ lưu hai con đập đã được sơ tán từ trước nên không có thương vong. Đỉnh lũ đã qua và chính quyền đang kiểm kê thiệt hại. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới một số nơi trên thế giới trong những tuần gần đây như lũ lụt ở châu Âu, nắng nóng kỷ lục ở Bắc Mỹ làm tăng lo ngại về biến đổi khí hậu. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cuối tuần qua cũng hứng chịu đợt lũ nghìn năm có một, khiến hàng chục người chết, nhiều tuyến phố và hệ thống tàu điện ngầm bị nước lũ nhấn chìm. Trung Quốc, hơn 98.000 hồ chứa được sử dụng để điều tiết lũ, sản xuất điện và vận tải đường sông. Chính quyền thừa nhận 80% số hồ chứa này đã cũ, có tuổi đời trên 40 năm, một số tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lụt lên gần mức cao nhất. Những cơn mưa như trút nước tiếp tục bao trùm nhiều địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, buộc nước này nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo 4 mức của hệ thống cảnh báo mưa lũ của Trung Quốc. Theo Bộ Xử lý các vấn đề khẩn cấp Trung Quốc MEM, mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, với lượng mưa đã vượt mức cao nhất theo dữ liệu ghi chép từ trước tới nay. Mưa bão đã khiến mực nước tại hồ chứa nước dâng lên nhanh chóng, buộc nhà chức trách phải yêu cầu các khu vực dân cư tại hạ nguồn sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình tại Trịnh Châu là 458,2mm, với nhiều khu vực có tổng lượng mưa vượt mức trung bình hàng năm của thành phố. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, MEM đã triển khai một đơn vị công tác tới khu vực chịu ảnh hưởng của tỉnh Hà Nam để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ người dân gặp nạn. Một nhóm lực lượng cứu hộ gồm 1.800 nhân viên cứu hỏa mang theo các thiết bị cứu nạn huy động từ 7 tỉnh lân cận đã được điều động tới vùng lũ. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn trên 30 đoạn đường trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam. Giao thông đường sắt và hàng không cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Trịnh Châu cũng buộc phải hủy. Hiện Trung Quốc bắt đầu khôi phục hoạt động đường sắt tại tỉnh Hà Nam, đồng thời tăng chuyến để sơ tán người dân tránh lũ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, giới chức đường sắt chỉ thị các tàu chạy ở vận tốc vừa phải. Đến nay, mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người. Mưa lũ làm 12 người chết, nguy cơ vỡ đập ở Trung Quốc. Mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khiến 12 người chết và hơn 100.000 người sơ tán, cùng nguy cơ một đập nước bị vỡ bất cứ lúc nào.
cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và thành phố Trịnh Châu hôm nay nâng mức độ ứng phó khẩn cấp với thảm họa lên cấp 1. Quyết định được đưa ra sau khi các trận mưa lũ khiến 12 người thiệt mạng ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, đồng thời buộc giới chức sơ tán hơn 100.000 người đến nơi an toàn. Tỉnh Hà Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Chính quyền Lạc Dương thông báo, mưa lũ đã tạo ra vết thủng rộng 20m tại một con đập gần thành phố, cảnh báo nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Lạc Dương cho biết, một hồ chứa nước lớn cũng có nguy cơ bị vỡ đập, buộc giới chức phát lệnh sơ tán. Một đơn vị quân đội Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực để đối phó với lũ lụt và giải cứu người dân gặp nạn.